5 minutes. Okay, done. Okay, bây giờ cho cái bò sợi cho anh đi. Vậy là anh vô không? Không, đứng đó đó, để sợi. Anh nhảy xa hơn chút xíu. Anh chỗ nha.
好理解心理大家實的ca khúc mang đậm cái sự da diết sâu lắng và nồng nàn. Nói lại đi. Thưa quý vị, đã 30 phút trôi qua, chúng ta đã cùng với nhau lắng nghe những ca khúc bolero, những ca khúc trữ tình mang đậm nét âm hưởng Minh Vi và Cẩm Ly. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hả? Sai gì hả? Đúng rồi đúng không? Ờ đâu sai vậy. Ok. Cho em làm lại lần nữa nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Được chưa ạ? Cái ông nào la trong micro đó có bị dính vô không? Dạ. Yeah. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây, xin mời nhà thiết kế áo dài Trí Lượng.
gia. Xin mời Trần Phim, xin mời ông Sơn Euro đại diện phía trường Stadis. Chúng ta cùng bước lên sân khấu, trân trọng kính mời. And then some.